Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu về cái dự án CoTrader với phần gặp gỡ team và advisor của dự án này. Như video trước thì mình đã giới thiệu về cái dự án khá là tiềm năng CoTrader này rồi. Trong video này thì mình sẽ đi vào sâu hơn vào team và advisor. Mình sẽ đi vào từng cá nhân. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ gặp gỡ team. Team thì được xây dựng là một đội ngũ công tác có kinh nghiệm xây dựng các blockchain với người dùng thực. Chúng tôi đã chứng minh khả năng của chúng tôi để tạo ra một MP blockchain làm việc các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi sáng tạo chúng tôi giúp đỡ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Người đầu tiên đó là founder của dự án này, Gary Bernstein, là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của dự án. Anh ta có hơn 500 connection là founder và CEO của CoTrader, một cái sàn và có thể trading được. Cái dự án CoTrader founder và advisor partner chiến lược của cái dự án Seno cũng là một cái sàn luôn. Founder CEO của Bitcoin OTC trading, crypto và ICO investing. Participant CEO và co-founder và founder của Createl Ivic, co-founder CTO của Boosted Technology. Và ngoài ra thì anh ta cũng làm consulting của cái Adaptive Software, Senior Software Engineer của VS Media, Harman Intel, đã làm những cái công việc như là Software Engineer và Senior Software Engineer từ năm 2003, 2005, 2007. Và ok, đó là về founder của cái dự án này. Tiếp theo chúng ta sẽ có đội ngũ team rất là đông đảo, khoảng 19-20 người, rất là đông và chia thành những cái mảng nhỏ khác nhau. Và tiếp đó là về công nghệ chip là Alexander Steblock là một người cũng rất là nổi tiếng, cũng là CTO của dự án này, nhà phát triển, co-founder của Crypto Fighter và founder CEO của Rap Fantasy, software engineer của Israel's Defense Forces. Đó, một người rất là nổi tiếng. Tiếp đến là Pasakaza. Anh ta hiện tại thì đang làm CEO của dự án CoTrader, CEO của Deeply, Head of Operations của Steel Mustard, Construction Superintendent của Sales và Sales Manager của ABC Global. Người thứ ba là David Benmoy, là nhà phát triển blockchain. Nhà phát triển blockchain thì anh này khá là ít những cái thông tin trên mạng xã hội, nên mình sẽ điểm sơ qua thôi. Ok. Tiếp đến là Samuel Gugui, là bên cái mảng phát triển kinh doanh. Adam Kovac là bên chuyên gia phân tích Fintech này. Ikin Jafari là bên cộng đồng Asia. Tiếp đến là một nhà phát triển khác là Pawan Ahmad. Mấy nhà phát triển cơ. Thì có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT. Đấy, thì anh đã làm dev của cái dự án này. Lead developer của Unity Heat Group, technical consultant của Mason Sotech, tech lead của Triple Chip, software engineer của Aspen Robich, software engineer của Intergravity Technology và software engineer của Instant Technology. Nhà phát triển tiếp theo là Russia Mirov, là một nhà phát triển blockchain. Thì trang liquidity của ông thì có rất là ít cái lượng tương tác với chỉ 89 connection, và ông đã làm blockchain developer của tatao.io, là một cái dự án cũng khá là thành công. Founder của BlackQuant và Black End Game developer của Upwork, web developer, sales optimizer của Work for Our Website Chain. Về tiếp theo thì có về Sucre Altric, Tania Ark, thì đây là một người cũng cái thông tin không có ở trên cái
cái trang LinkedIn này. Tiếp đó là gắn Trish LinkedIn Outreach. Đó thì người này cũng có cái thông tin trên CoTrader ở đây, chúng ta có thể xem thêm đó. Connecting to global blockchain distribution. Đấy. Là đã có blockchain influence crypto ICO rating, crypto và ICO advisor của CoTrader ở Ấn Độ ha. Ngoài ra ông còn làm chức vụ là manager quản lý, giám đốc quản lý của crypto ICO inventing, business development manager của Xplan Web Solution, đồng thời làm chủ một cái trang social media marketing expert. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là Gerja Lagatora, là một người thông dịch viên người đến từ nước Ý. Thông dịch viên đến từ nước Ý, chúng ta có thể coi ở đây. Đó, thông dịch viên đến từ người native Italian translator luôn. Thì hiện tại đang làm cho freelance của CoTrader ha. Của Upwork nữa, đó là hai cái công ty mà chị này đang theo đuổi. Cái thông tin trên LinkedIn khá là ít. Đó. Thì. Đó. Tiếp theo là Alanora, là bên mảng quản trị xã hội. Thì chị này cũng đó, làm được ba cho công ty Social Outreach này, marketing manager của Signature Inc. Social Media Specialist Team Plan. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là LinkedIn Outreach Julio Petemi, Fort Minor, là về cái advisor về đồ họa, là cái chuyên gia về đồ họa, nhận thương hiệu trực quan về cái dự án. Đấy. Thì anh này thông tin cũng chưa được public ha. Về Alfonso, về người mạng nghiên cứu xã hội. À, mạng nghiên cứu xã hội. Đấy. Thì đã làm CoTrader 2 năm. Đấy, thì có một số cái kinh nghiệm như vậy đấy. Amit Kumar, điều kiện. Asawani Kumar và LinkedIn Syndication. Emily Newman, điều khoản truyền thông xã hội. Dean Metal Lapin là người quản lý cộng đồng Telegram. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều anh này ở trên cái trang Telegram ha. Quản lý cộng đồng của Telegram là một người cũng khá là... Thì hiện tại cũng đang làm cho Upwork 1 năm. Lead Community của Upcrest Token. Chief Marketing Officer của Netchecker. Virtual Assistant của BR&R Business Solution. Đấy. Tiếp theo là một số người về mạng quản lý cộng đồng. Community Manager của Alberto De Mesa, Jeff De La Fuente, Ed Harry Koch, Merica Garrico, Kipri Evangelista, và Computer Science Intern Aaron Diderman. Đấy. Thì anh này cũng khá là nổi tiếng, đã tốt nghiệp Đại học Van Rupplit này, hiện đang làm intern của CoTrader, Campus Ambassador của Awuyaki, Diversity and Inclusion Chair của Kappa Sigma Fraternity. Đấy, thì đây là một số cái người. Và Marketing Intern, thực tập Marketing Ronnie Angel, thực tập của Marketing Ben Aston. Đó là đó. Ok. Về mảng Advisor, cố vấn Advisor Strategy thì chúng ta sẽ có 6 người. Trong đó thì nổi tiếng nhất là Eric Jang là một người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực thương mại và dữ liệu algorithmic. Thì anh ta đã làm việc ở một số như là đang làm Director Data Science và Algorithm của IT Protective Advisor của CoTrader này, quản lý giám đốc quản lý của cái Highwinds Financial Holding Group, Unwallet Manager của JP Morgan, Trust Vicidian của Goldman, Senior Staff Engineer của Harman International và Member of Technical Staff của Lucent Technology. Một số cái mảng của anh ta đã từng làm. Về chuyên viên về mảng về tư vấn kinh doanh thì có Elad Pellet,
là Pellet thì co-founder của Seno và advisor của CoTrader này, advisor của Staff, co-founder của Celtech, co-founder của LibraTrade, co-founder và director of product management của Libra Festival, software team leader của Select TV, senior software engineer của Taro, software engineer của IDF Intelligence. Barack Benzel là chiến lược về mảng chiến lược. Thì anh ta cũng là founder của dự án The Sovereign SOV Global, CEO và co-founder của Nima, co-founder của Libra Trade, Libra Festival luôn. Tư vấn marketing thì Ori Levy, Lệ Vi. Đây, founder CEO của Block 51. Hit of marketing của Gladius, dự án rất là thành công. DB marketing của Market Across, AI Capital. Và mảng tư vấn truyền thông thì Jimmy Narain. Với hơn 500 connection và anh ta là founder của COO Light Design, Senior Executive của SRN Europe, Pan-European, SRN Europe Analyst của Goldman Sachs, Court của Jimmy Narain Consulting. Cuối cùng là Adam Narain, chắc là anh em trai với cái thằng bên cạnh, là Crypto PM và Analyst. Trade Investor, Crypto Trade Investor, một nhà đầu tư, trader và investor. Đấy, thì đang làm advisor của dự án này. Và Trade Investor lên blockchain. Và làm owner and co-founder của dự án Anna Studio. Đấy. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu đội ngũ team, gặp gỡ founder, đồng thời là những team và advisor của dự án này. Phần giới thiệu về đội ngũ team và advisor của dự án này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào.